nhạc trưởng Montano Hát Manovo chỉ huy dàn nhạc. The Philippine Police Music Band with 36 musicians led by conductor Montano Manovo. Đoàn nhạc của cảnh sát Philippines sẽ biểu diễn các tiết mục Dạo Rực, Sao Băng, Hành Khúc, Galeon và Mưa Đá. Thank you.
Vietnamese Police Music Band. Một lần nữa chúng tôi xin được lời cảm ơn tới đoàn nhạc cảnh sát Philippines. Kính thưa toàn thể quý vị, đến với chương trình hòa nhạc diễu hành đường phố của chúng